Vũ xin chào bà con, cô bác trở lại màn ảnh của em. Còn một số đồ phế liệu nữa em bán nhanh cho bà con xài luôn. Đó, cái sườn có 110, trắng 310. Đây là cái càng và bát chữ A, càng 8 lỗ của 310. Càng 8 lỗ qua 310 mới đàng hoàng nè, lấy cái bọc đựng vô dùm. Nghe các bạn nghe. Cái càng nè thấy gớm luôn, nó xét. Với cái bát chữ A xét luôn, bán càng này cho anh và anh em sơn lại bán 100.000 nha. Càng 8 lỗ kêu lớn bình thường và cái bát chữ A có qua 110 đời 99. Rồi này thòng cái bao. 100.000. 100.000, 100.000. Chút xíu em quay cái trắng 3 với sườn 110 anh em coi có cần mua thì liên lạc em ha. Đây này công gia, chuyện cái cá. Cái gái quá. Cái coi xăng của rim 125 thì anh em sẽ gắn cho mấy cái dòng xe mà xài chục bô gì đó thì cần cái này. Thì anh em có thể gắn cho quê Á Thái á, rồi gắn quê Á Thái với gắn quê 204 á. Hay là anh em muốn xài gì đó xài, có cái lỗ ở đây. Thì cái này cái coi xăng em bán có 100.000 à, nó nè, hai co đó, con 100.000 đó, cái giá là em rẻ ơi là rẻ. Cái xá xị nè 200, xá xị nè. Đó, xá xị game 105 anh em có thể gắn custom, gắn 110, gắn tùy hỷ quên, gắn cái nào cũng được. Cái ống dây này thí dụ gắn 110 nó ngắn thì chúng ta cắt cái ống dây khác nông ngang nhiêu nè, lụm. Còn bên đây là đủ. Tháng 7 2022 nó xá xị trong gieo 200.000. Rồi chục bô, đó chục bô là bao gồm trái hơi. Quá đẹp nha. Này là tháng 3 2022 nè, chục bô đẹp mới chát luôn nè ha. Trái hơi trong gieo. Bao gồm là cọng dây này, trái hơi, cọng dây trên đó, nguyên cái xử lý khí thải luôn. Rồi như vậy là 400.000 chục bô đó, chục bô bán gì là 400. Còn cái coi si là 150. Nó thì cũng như cái phần chục bô này là 400 nữa nè. Cái coi si này 150 nữa nè. Chùi cái phần đất sét này ra nha. Đó, dễ xài thôi. Chúng ta rồi cái phần coi si này nè, bà con có thể gắn vô Future Neo WS 125, Future Neo FI rồi Future X FI đó. Còn WS Thái không vừa nha. Hả? Nè, 150.000, coi si 150.000. Đó. Ở đây em còn duy nhất là một bình xăng con game 105 Oboe hết rồi. Đây bán Boe kèm theo nè, Boe xá xị chục bô, giờ anh em muốn xài gì đó xài. Cái Boe còn cái 300.000. Đó, mặt tiền này là có chày nhưng mà bên trong cái lọc gió sẽ làm mới chát các bà con. Rồi mấy con ốc này cũng mới chát luôn nha. Mấy con ốc này nè, dính đất thôi. Đó, đó thấy không? Kỳ tay ra là mới chát nè. Rồi cái bình xăng con có một bình theo xe duy nhất, một bình, bình và cái phít và hai con ốc là 1.800.000 nha bà con nha. Nước nhôm là mới tinh. Bình game 125 theo xe chạy lướt vài trăm cây số. Đó. Tách đời 2022 cái bình mới tinh luôn. Thì cái bình này là 1.800.000 đó. Chuyện cái bình kia là. Để ở đây cho bà con phân biệt nè, em không biết phân biệt sao nè, mà em có một cái bình mới. Bình mới ở trong hộp của game 125, bình mới của Thái. Đó. Bình mới hộp như nè, 1.400.000 một cái. Rồi có anh em ta thích bình mới, có người ta thích theo xe đó, tùy hỷ huynh ta sử dụng thôi. Nhưng mà để hôm nay có cái sự phân biệt cho bà con, có sự so sánh phân biệt. Nước nhôm thì thằng mới đương nhiên là mới hơn xíu. Cái miệng thì cũng giống nhau. Cái cổ này cũng giống nhau. Quay qua đây. Quay hai cái qua này giống nhau. Cái này cũng giống nhau. Kenhin chữ T cũng giống nhau. Cái biểu tượng này cũng giống nhau. F1A này cũng giống nhau. À, bên cái họng thì những cái dấu quẹt quẹt của hãng này cũng giống nhau. Ở trên con tròn này cũng giống nhau. Cái lỗ này cũng giống nhau. À, nút này cũng giống nhau đó, bên mới theo xe là vậy đó. Qua bên đây họng gió cũng giống nhau. Cái nút tròn này, nút chấm vàng này cũng giống nhau, lò xo cũng vậy. À, bên bút lông hãng quẹt trên đây cũng y thinh, cũng giống nhau. Qua bên đây. Qua đây cái nút này cũng giống nhau. Thấy không? Không có sự phân biệt được luôn á.
khóa cũng giống nhau, hai cọng dây này cũng giống đó, thì em không có phân biệt được cái thằng nào là theo xe và thằng nào là mới luôn á, thấy không? Nhưng mà ở đây tao bán thì rõ ràng mới là mới, còn theo xe là theo xe, chứ không có vụ tham lam mà lấy mới rồi xài rồi bán theo xe. Cái đó là mình tự mình đập đổi chân cơm, mình làm mất uy tín. Rồi cái bình mới là 1.4 triệu có hộp nè, margin Thái Lan đàng hoàng, bình ghim 105 mới, bình theo xe này 1.8 triệu. Rồi anh em muốn xài gì đó xài. Bình theo xe tại sao mắc? Tại mình mua mắc bán mắc thôi, vậy thôi. Tại mua rất là mắc, chứ nó không có rẻ. Cũ đời ghim 125 cho bà con vô tất cả các dòng xe 125, thí dụ là full 2, full neo nè, full x nè, rồi full mập nè, full led nè, quy đầu dò nè, quy led nè đó. Cũ đời thì còn ghim hết trơn mà đẹp vậy nè, 750.000 nè, mấy cái này là còn ghim hết trơn chưa chạm bao bà con luôn, bấm lên là éo cũ đời Mitsuha ghim 100. Rồi phần này cho qua cũ đời 750.000 không bao ship nha. Mấy cũ đời số 6 mà dạng 600 số mấy thì bà tụi em không có lấy vậy. Ở đây em còn một bộ hoa lăng lửa điện của ghim 125 cùng lửa hoa lăng đi đường, nhông đề lớn nhông đề nhỏ luôn, còn một bộ duy nhất em bán giá 1 triệu. Bán giá 1 triệu nha, thì chúng ta sẽ vô full 2, full neo, full x. Thì lửa này là lửa bao đẹp, bao cọp cho bà con luôn. Nè. Đó, nhông đề lớn đây, mới chát luôn. Nhông đề lớn, nhông đề nhỏ, đầu đầy đủ hết trơn luôn, cần lửa luôn. Qua lăng lửa điện luôn đó. Giờ nhà chúng ta gắn full 2, full neo, full x. Mà nhớ là bình xăng con nghe, còn gắn vô FI là thua. Rồi, cũng qua lăng lửa điện này em bán giá 1 triệu cho qua. Rồi ở đây em có bộ số ghim 125 đó, bộ số bao cọp xuất sắc tuyệt vời, tuyệt của mèo cho bà con luôn, không còn gì để tả nữa, là 1.5 triệu. Bộ số giờ chúng ta gắn full 2, full neo, full x, QS 125, cái dòng 125 là chúng ta gắn vô thôi, gắn ra full led, full mập luôn nha, QI luôn nha, đó QI mẫu neo và QI mẫu led luôn, QI bóng đèn halogen luôn, đời đầu dầu luôn. Thì cái bộ này là bao đẹp khỏi coi luôn đó, cái nhông xích tải là quá mới. Đây là hàng tuyển chọn từ những cái xe cọp xuất sắc rơi xuống ha. Bộ này chịu gửi, còn mấy cái độ mà là ba độ sòn sòn thì em không có lấy. Chị heo. Nó mà nhỏ. Gân cỏ là bao bà con đẹp luôn. Rồi phần ra bộ này bộ cho qua. Bộ số này. Bộ số này chiều gửi cho qua nha. Rồi hôm nay thì em có 3 bộ nồi ghim 125 là em hàng tuyển chọn, là lựa từ những cục máy whip xuất sắc rơi xuống. Quay xong sẽ vô bọc. Bây giờ cái bộ số 1 là ngày 17 tháng 6 2022, số 1 ngày 17 tháng 6 2022, cái giá của cái hàng cọp là không có rẻ đâu. Còn cái hàng rẻ là không có cọp, cái hàng rẻ 3 triệu em không có lấy đó, thiệt thật sự 29-3 triệu là có hàng mà mình không có lấy. Lấy vậy nó không có cọp. Nè coi tại đồ nó mới nè. Một lần làm lần khó, người ta mua cái đồ xuất sắc người ta vô. Trời ơi, trời găng cỏ nè, thôi cái bộ nồi nè. Ngày 17 tháng 6 2022. Mình lên là mình lấy cái kiếm cái điện thoại của ông Quyền cho. Chăng ơi, kiếm điện thoại ông Quyền, điện mất mẹ nó bị cần thị rồi. Nói cho nó về nó la. Nè cái bộ bố ba càng là như mới luôn nha. Đó, bộ số 1. Quá trời mới luôn, như mới luôn, dày cui luôn nè, đó. Vậy là không tả nha. Bộ này là chúng ta là chỉ nói đến cái giá thôi, không có nói đến cái nè, chuông không sọc luôn à. Mới có vô lần hơi, xe chạy lướt mấy trăm cây. Rồi. Bộ số 1. Bộ số 1, 3.7 triệu cho qua. Bộ số 2 là ngày 19 tháng 7, anh em nhớ cái ngày này nè, bộ số 2 ngày 19 tháng 7. Trời ơi, mới nè. Lên là full 2, full neo, full x. Để em nói là lên full 2 làm sao, full neo, full x sao ha. Tờ rồi, nó mới nè, thôi. Chút xíu vô mở, vô dầu nhất chân, vô nhất chân. Đó. Bố như mới, bộ số 2.
Rồi chuông không sọc luôn đó. Ừ. Rồi bộ số 2 37 cho qua. Bộ số 3. Số 3 là ngày 2 tháng 2 2022. Ủa khâu đâu? Thiếu cái khâu rồi. Rồi, cái bộ tháng 2 2022 cái bộ như mới luôn nè. Đó. Tạo ba bộ nồi này thôi. Trời ơi cái chuông siêu cọp luôn. Bộ tháng 2 này siêu cọp luôn nha bà con ha. Không có bựa, không có gì hết trơn luôn. Nè. Nè bộ tháng 2 này thấy không? Rồi để em nói chia sẻ với bà con thí dụ chúng ta lên. Đâu phải còn cái khâu kia á. Dạ. À, thí dụ chúng ta lên phu cho neo á thì neo kim là không cần phải thay luôn. Phu 2, phu neo, phu ít đó nha. Neo GT với FA á thì chúng ta thay lấy cái đế này, cái này nè. Con neo xài lại. Với lấy cái đế sắt ba càng này con neo xài lại. Tại chúng ta gắn vô tay dân nó mới được. Còn phu mập phu led là chúng ta khỏi luôn. Chúng ta vô luôn, phu mập phu led với quay y là vô luôn, kim luôn. Rồi chúng ta không cần phải thay. Rồi ba bộ nồi này cho qua, rồi tiếp theo qua cái sườn đi. Bưng cái mâm qua kia đi. Đưa sườn vô cho mèo. Đó, à, quay cho bà con cái chấn 3 trước cái chấn 3 qua 199. Thì mỗi ra. Chấn 3 199 có chữ ở đây nè. Đó, cái này là xài biết đời nào mà hư nó cứng thứ nào chịu nổi. Chạy rất là đầm. Đó, đại đầm buông trai được. Nè. Chấn 3 199 đây còn sử dụng bình thường đây. Mày coi đâu à. Rồi bao lỗ lầm cho bà con luôn, không lỗ lầm. Cái này chưa có rửa, chấn 3 199. Đó, 700.000. Là đầu 99 bỏ riêng cái khu vực của 99 nha, cái sườn này phiên lên nhà cũng được, sườn này. Rồi chấn 3 199 à. Sườn lực khiên lên trong mảnh hết trơn, đồ của 99 lên đó cũng được. 700 ngàn cái chấn 3, 700 ngàn cho qua. Rồi cái này bỏ ra đi, cái này bỏ cắt ra. À, cái sườn 199 nó bị dâm. Đó, cái sườn nó bị dâm như thế này, dâm rất là nhiều đây. Giờ cho anh em sân lại. Bán rẻ đây. Dâm mà không mục nha. Dâm thôi, dâm ngoài thôi, không ăn nhậu gì đó chứ. Dâm mà không mục. Găng cỏ là còn hết toàn bộ hết, không bị hư hao, tất cả đều là còn hết. Tại trên xe mới rã ra lần đầu. Serin có khâu chưa? Đó là nó bị xét thôi, giờ cho anh em sơn lại không bị dâm luôn, bán cái sườn này rẻ thôi. Bán cái sườn 199 này là 1.500.000, quá rẻ luôn, quá rẻ luôn. Quay cho bà con coi cái này nè, còn sử dụng bình thường nó dâm thôi chứ nó chưa có mọc luôn. Giờ chúng ta sơn lại là xài nè, cái ống canon nè, ống canon còn nghe thinh luôn không? Ừ. Không bị mẻ luôn, mẻ cái này là mục á. Nè, mấy này sơn dâm lại. Chà xét ra, sơn lại. Bán sơn cho mời quá rẻ luôn, 1.500.000. Găng cỏ là bao bà con nguyên hiện lành lặn luôn. Gì? Đó, ở dưới đây là không mục luôn nha. Có dâm thì em bán rẻ là 1.500.000 thôi. Đó, cái này là chưa có gỡ, không có gỡ, không có sạch dầu vậy chân nè. Rồi bây giờ mình quay phim xong mình xịt dầu vô đi rồi mình đem lên sông Hành mình để đây đó. À, cái này là có giấy tờ bằng đàng hoàng nha bà con ha. Em còn cái lắp mà em chưa có bán thì cái này có giấy tờ bằng hoàng nhưng mà vẫn số 2 phòng. Đó, sườn. Rồi cái sườn này chịu gửi nha. Rồi xin chào bà con nha. Bán cái sườn không nghe, không có rút hồ sơ hồ bọng không gì cho nghe, cái sườn không chịu gửi về cho anh em sơn làm chở đồ vậy đó, anh em chở bao cứng luôn. Rồi xin chào bà con cô bác nha.